sáng giờ tự nhiên thèm ăn bánh nhỏ em nó có chưa mình nguyên hộp bánh nè. Ừ, đúng là nguyên một hộp luôn á. Ta nói cái bánh này ăn ít thì ngon, ăn nhiều thì nó hết, nên phải cắn từ tốn nhẹ nhàng thôi. Mà nói chứ cũng giận lắm á, nên thôi chạy ra ngoài kiếm bánh khác ăn cho nó đã cái miệng. Mà ăn một lần buffet nguyên mâm vậy mới chịu nè. Đỡ mất công chọn lựa muốn ăn bao nhiêu tùy thích mà có 69 ca xiền một người ha. Nghe hợp lý ghê, để mình đẩy trước cái bánh giòn rụm này. Lúc nào đi ăn cũng khoái cái bánh này hết trơn, tại trong có thịt đồ chua như ổ bánh mì mà vậy nói đó. Nói gì thì nói, bánh tráng trộn truyền thống vẫn là cái món đỉnh nhất. Ở đây để sẵn mấy cái sốt bơ trắng ngon lắm nha. Với cái đứa thèm béo như mình thì bỏ thêm nhiều bơ trắng vô bánh tráng trộn là nó béo đã luôn. Nhưng vẫn không béo bằng cái bánh tráng chiên trứng muối này nha. Khoái cái món này tại bánh tráng chiên cắn như một cái là giòn tan trong miệng. Còn có cái vị trứng muối mặn mặn béo béo nữa. Để đẩy thêm dĩa bánh tráng cuốn chấm vô cái sốt bò tự pha cũng dính ghê luôn á. Bởi ta nói cái gì mà pha theo khẩu vị sở thích của mình là nhiều bơ trắng á. Ăn ưng cái bụng liền. Bữa nay còn có cái gỏi xoài ăn cho đỡ ngán nữa nè, chứ bữa trước có hay không cũng không nhớ nữa. Mà lo đẩy nãy giờ để quên hai bé bánh tráng nướng nguội ngắt luôn, nên phải đi hầm lại cho nó giòn tan ha. Mà hơi bị gấp ăn nên cái bánh nó chưa kịp giòn luôn. Nhưng mà thôi vẫn ưng nên mình đẩy hết hai cái này luôn. Ăn một lượt sơ qua thì thấy cái nào cũng dính hết trơn, cứ nên kêu lại thêm mâm nữa không ta. Nhưng mà liếc sang bàn kế bên thấy người ta kêu thêm cái này hấp dẫn hơn nè. Bánh tráng nướng pizza ngập ngụ phô mai nhìn thèm ghê luôn. Cắn như một cái là vừa thơm vừa béo tại vì có quá là nhiều phô mai luôn. Bữa sau không ăn buffet mà vô ăn cái này thôi cũng hợp lý. Nó giống như là cái pizza hải sản đế siêu mỏng gì đó. À, nãy liếc bàn bên trái giờ liếc qua bàn bên phải thấy cái món bánh tráng cuốn này cũng ngon nữa. Lâu lâu thèm lặt vặt đen bánh tráng kiểu vậy đã cái miệng dễ sợ. Có để sẵn một quay lại buffet vậy nè để mình lượm thêm mấy dĩa nữa. Ăn chừng nào no cái bụng thì mình lăn về chứ bữa nay ngày thường thôi mà cũng đông nữa.